Mời quý vị cùng trở lại với các thông tin thời tiết. Theo dự báo thì từ, từ, từ chiều tối nay Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa rông trên diện rộng. À, vậy anh Quốc sáng này diễn biến mưa cũng như là cường độ mưa trong đợt mưa lần này ở miền Bắc sẽ như thế nào ạ? À, vâng, đợt mưa lần này ở miền Bắc dự báo sẽ kéo dài hơn một ngày từ chiều tối nay đến hết ngày mai và mưa vừa mưa to xảy ra trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm và cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Vùng mưa lớn nhất tập trung ở khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình trở sang khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đây cũng là những khu vực có khả năng cao xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. Một mối nguy hiểm khác cần cảnh giác trong đợt mưa lần này đó là lũ quét và sạt lở đất. Bởi sau những trận mưa lớn liên tục tuần trước, nên đất đá đã suy yếu phần nào dễ dàng bị sạt trượt khi mà tiếp tục có mưa lớn chút xuống. Sạt lở và lũ quét ập đến rất nhanh, bất ngờ lại thường xảy ra vào ban đêm khiến mọi người không kịp trở tay. Nếu thấy dấu hiệu bất thường quanh nhà, bà con cần phải di tản ngay đến nơi cao giáo, ở các vùng đặc biệt là chân núi và vùng đã sạt trượt trước đó. Mưa nhiều nên từ chiều tối và đêm mai, còn sáng và trưa nay thì miền Bắc mưa kiểu cục bộ, kiểu thời tiết chính là lúc nhiều mây, lúc nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất toàn miền phổ biến là từ 27 cho đến khoảng 32 độ C vâng đó là diễn biến mưa lớn ở miền bắc thế còn với khu vực tây nguyên và nam bộ thì theo dự báo từ chiều tối nay cũng có mưa vậy thì mưa ở đây như thế nào và những cảnh báo nào là những điều mà người dân sẽ phải lưu ý ạ à vâng từ chiều tối nay thì mưa ở khu vực tây nguyên và nam bộ cũng sẽ nhiều hẳn lên và có thể chính thức bước vào mùa mưa lượng mưa hầu hết khu vực sẽ là từ 15 cho đến 30 mm riêng những nơi xuất hiện màu xanh lá thì lượng mưa có thể là trên 70 mm Dự báo những ngày tới mưa xuất hiện đều đặn đánh dấu Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu vào mùa mưa năm nay. Mưa rông đổ mùa kèm theo lốc xét, sấm xét rất dữ dội, bà con hãy cần cảnh giác. Người dân ở khu vực miền Trung hôm nay cũng lưu ý để phòng mưa to cục bộ kèm theo rông xét. Mưa tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An và từ Quảng Trị xuống đến Quảng Nam cũng như là Bình Thuận. Với lượng mưa phổ biến là 25 đến 50 mm. Trên biển, vùng biển từ Bình Định trở xuống đến Cà Mau, Kiên Giang ra đến ngoài khơi hai khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hôm nay đều cảnh báo có mưa rông mạnh kèm theo lốc xoáy, gió giật, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Vâng, vì vậy thì mưa sẽ là diễn biến thời tiết ở cả trên biển cũng như là đất liền. Với đất liền thì chiều tối nay sẽ là thời điểm mà mưa sẽ xuất hiện ở hầu khắp các khu vực cả nước từ Bắc trở vào Nam. Và quý vị cũng sẽ cần phải đề phòng với các hiện tượng nguy hiểm đi kèm theo mưa rông và nhất là nguy cơ ngập ống và sạt lở có thể xảy ra.